Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm ở nước đông trùng hạ thảo Premium Gold và công dụng của nó trong việc là giúp làm chậm quá trình lão hóa. Thưa các bạn, không chỉ với chị em phụ nữ nói chung mà chúng ta bất cứ ai cũng đều rất sợ quá trình lão hóa đến sớm đúng không ạ? Khi mà lão hóa thì sẽ khiến cho da rẻ của chúng ta bị nhăn nhiều đồng thời khiến cho sức khỏe của chúng ta đi xuống. Không chỉ với đó là còn làm mất sự thẩm mỹ cũng như là khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti. Và bên cạnh việc là nhiều chị em phụ nữ tìm đến các thẩm mỹ viện để giúp kéo dài tuổi thanh xuân thì các anh đàn ông thì cũng vậy, Tuy nhiên, để giúp làm chậm quá trình lão hóa thì chúng ta cần phải kết hợp với chế độ từ bên trong cơ thể. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc cũng đã cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Premium Gold và bên cạnh công dụng là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, điều trị một số căn bệnh nhất định thì dòng sản phẩm này còn có khả năng là làm chậm quá trình lão hóa. Và nếu như các bạn hỏi kiểu anh rằng là tại sao dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Premium Gold này lại có công dụng giúp ở làm chậm quá trình lão hóa thì kiều anh sẽ kể ra rằng ở các nhà khoa học tại hàn quốc đã chứng minh rằng trong đông trùng hạ thảo có 5 loại hợp chất giúp làm chậm quá trình lão hóa và 5 loại hợp chất này chính là polysaccharide acid amin protein acid nucleic và hai loại khác là flavonoid và saponin và năm loại thành phần như Kiều Anh vừa kể trên thì có công dụng là giúp làm tăng sự tuần hoàn của mạch máu và từ đó thì giúp cho sự hoạt động của các mạch máu dưới da của chúng ta được tốt hơn và khả năng hoạt động của nó mạnh mẽ hơn. Từ đó thì làm giảm quá trình ở da của chúng ta bị nhăn cũng như là giúp cho da của chúng ta luôn được hồng hào. Ngoài ra, sự tăng cường của tuần hoàn máu dưới các lớp biểu bì của da làm giãn nở mạch máu. Khi mạch máu được tuần hoàn đến các bề mặt da, sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất của con người, từ đó sẽ tái tạo lại những lớp tế bào và thải các độc tố ra khỏi cơ thể cũng như bề mặt da. Chính vì những công dụng như vậy mà khi mà bạn sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Premium Gold thường xuyên sẽ mang lại cho chúng ta một làn da mịn màng, khỏe mạnh cũng như là căng bóng, căng tràn sức sống đúng không ạ? Và hiểu được điều này, cũng như là biết được công dụng này thì rất nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo để họ có được một làn da đẹp hơn, đồng thời là có được một sức khỏe tốt hơn bên cạnh việc là hỗ trợ chống lão hóa thì dòng uh, sản phẩm này còn được biết đến với công dụng là làm phục hồi các gốc tế bào bị tổn thương hay là làn da bị tổn thương và khiến cho da của chúng ta được khỏe mạnh cũng như là hồi phục nhanh hơn và chính vì vậy thì dòng sản phẩm này thì đã và đang được sử dụng rất rất rộng rãi và dòng sản phẩm này thì chắc chắn rồi mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần uống một lọ thôi và chỉ cần chúng ta kiên trì sử dụng thôi nó sẽ mang đến những hiệu quả bất ngờ và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất cũng như là chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể ngay lập tức đến cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Premium Gold đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết được rõ hơn tại sao dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo lại có khả năng giúp làm chậm quá trình lão hóa rồi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.